Cái này mua mua bún mua mắm ở chỗ mua chỗ chợ đấy. Mắm Bà Đông hả? Nó biết là chị ra chợ gì mua đó. Chợ Nguyễn Du Phương chiều kìa. Ngay sát chỗ giữ xe đúng không? Ừ, chiều là bán cả đống hàng ăn cho nó đó, đó là nó cho. Sáng mua cũng chỗ chợ đó cái lấy. Chợ mà em mua ở chỗ đó là buổi sáng bán thôi, buổi chiều là cổng cái chỗ nó đi lay xíu nữa. Chỗ gửi xe xong rồi đi lay cho bán đồ bành đồ buổi sáng á. Em bán tô vài chục ăn không hết nhiều lắm. 15, 20, 20 nữa. 25 nữa. Mua mấy ít một cục muỗng thì ăn to chứ. To như ống vậy nè. Sáng đi thay nhớ luôn mà tới đây. Ta thì đâu có xe nhưng mà bà kêu sữa cả tháng trời mà. Đâu, bữa hôm trước là ăn sữa rồi. Sữa ông Tăng hả? Đối diện đúng không? Đối diện cho cái xe đúng không? Không phải, chỗ nó có 2 tỷ đúng không? Ừ, tỷ 2 vợ chồng. Ừ. Nhưng mà em thấy cái tên nó phải tiền Tăng mà. Tâm chị đó. Tâm tiền Tăng chị đó. Môn đen đá nàng xứ nhất gần đau rồi muốn đá thì đây. Sáng qua có mua được không Lý? Đã có. Sáng chiều qua hồi trường nhiều không ta? Không à? Hồi trường được nhiều cái mà. Không nhớ à? Hơi đi trễ mà.
Cục này giống như cục bên Hiền trước nãy nè. Mà Hiền là cục mua hộp nãy như thế luôn á. Nguyên mặt luôn. Chịu hết nó rồi đó. Ráng xí xì xong rồi. Rồi. Sạch luôn.
thấy khá đỡ. Chưa để tiếng được mà tiếng càng tốt. Chắc được rồi đấy chứ. Tháo đi Chiên à. Cái này tới hai mấy phút rồi, đúng rồi. Hơn nửa tiếng. Nửa tiếng rồi. Hồi nãy tưởng nó la qua mấy bộ món to thôi thì không ngờ là hai cái video đẹp hơn luôn. Lười. Nghĩ là không nhiều là nhiều. Như bụng mình kêu. Nhưng mà mình chưa nói như vậy. Bụng bà đi kêu kinh khủng luôn. Mới ra đi quán gánh ăn muốn ổn tôm đâu thì qua đó ra hả?